Bây giờ thì quay trở lại thì em có một cái món quà gửi đến cho chị qua một cái đoạn video clip sau đây để cùng theo dõi xem cái điều gì đặc biệt nha. Mời chị. Cái gì ạ? Thưa quý vị, nãy giờ thầy nói nhiều về miên man về cái gái thì cũng chỉ nói về sơ sơ về cái cô em gái Cẩm Ly thôi. Nhưng mà riêng bản thân Linh thì thật sự ra thì Linh không phải là Linh tán tụng gì, không phải là mình định hót gì. Bởi vì anh em thì mạnh ai nấy sống, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Nhưng riêng bản thân Linh thì trong nghề á thì có một vài người Linh thương, thì trong đó có Cẩm Ly. Tôi biết Minh Tuyết Cẩm Ly á là vì có một cái cơ duyên là làm chung cái Mưa Bụi á. Thời mà Mưa Bụi đó là hầu hết là nhạc nhạc bolero nè, trữ tình. Thì đùng cái là có hai con bé mà xinh xinh mà giọng rất là khỏe, rồi hát rất là dễ thương, thì hát nhạc trẻ đó, đại khái là như vậy. Thì cũng có biết nhau sơ sơ thôi. Thì khi mà Mưa Bụi bắt đầu rần rần rộ rộ thì bắt đầu cắt bầu show, rồi để ý đến những diễn viên và ca sĩ trong Mưa Bụi. Bởi vì lúc đó khán giả châu Âu bắt đầu rất là thích Mưa Bụi rồi. Đó, thế là một ông bầu show mới làm mời. Gần như là cái đoàn là hết đâu cũng phải là 80% là các nghệ sĩ trong Mưa Bụi. Thì trong đó là có Minh Tuyết và Cẩm Ly. Khi mà lên sân khấu thì động tác rất là đều nha, nhưng mà ngoài đời là tụi nó bị sai nhịp. Mỗi đứa một gu, mỗi đứa một sở thích, mỗi đứa một tính cách. Thì thành ra là hai bà rất là xung khắc với nhau, khắc khẩu. Cẩm Ly mà hôm nào mà bị bà Tuyết ăn hiếp là xuống tâm sự với chị Hồng Vân. Rồi hôm nào Minh Tuyết bức xúc vì bà Cẩm Ly là lại chui xuống phòng chị Hồng Vân tâm sự để nói xấu. Rồi bà Cẩm Ly bắt đầu là khóc lóc, là kể lể là Minh Tuyết nó ăn hiếp em sao. Đó, thì từ cái chuyến đó là hai, coi như là ba chị em rất là thân nhau. Hai anh em tôi là đều thứ tư hết. Đó. Con Tư Cẩm Ly, thằng Tư Hoài Linh. Thì hai anh em đều khổ như nhau và có cái tướng khắc khổ giống như nhau. Tôi tham gia vào nhiều những cái live show của Cẩm Ly á, đóng vai mẹ của Cẩm Ly. Thế là từ đó Cẩm Ly nó gọi tôi má luôn. Từ chị mà nó chuyển qua má luôn. Suy nghĩ hoài hết, tại mình già sớm, mình già nhanh quá. Thành ra là từ chị mà nó một phát nó lên má luôn, mà mình cũng xưng má với con, với nó là sao trời. Bởi vì quý vị chưa nhìn thấy được cái cảnh mà như Linh nhìn thấy đâu. Cẩm Ly thứ nhất ở trong nhà nhá. Bước vô nhà cô ấy thì mình đi tìm con Cẩm Ly cũng hơi khó. Bởi ở nhà cô ấy bận một bộ đồ rất là bình dị, đi ở trong nhà rồi tướng bà nhỏ con đi cái lơn tướng nhỏ thì đây mình đi mình nhìn không biết người nào là con Cẩm Ly. Thật tình là vậy luôn á, đó là anh em gần gũi nhau luôn. Và còn một cái điều nữa, Cẩm Ly là một cái người rất là kín tiếng. Cô ấy chẳng dùng cái scandal để tạo nên tên tuổi, cô chả cần phải xe xua, cô chả cần phải rất là bình dân nha, rất là bình thường, rất là giản dị. Nhưng hỏi cô ấy làm có tiền không? Có chứ. Nhưng mà mỗi người có mỗi cái cách sống riêng cho mình, miễn sao cảm thấy vui thôi. Nên thử là nói chung là Linh với Ly á, hợp với nhau là hai anh em hợp là hợp cái đó. Còn khán giả nói là ca sĩ bình dân hay không, đó là cái sự cảm ơn của anh em Linh đối với khán giả. Còn riêng bản thân Linh với lại Ly thì cái bản chất nó nằm trong máu rồi. Và thực sự ra bản tính của Cẩm Ly nó cũng đã bình dân rồi. Cho nên là cái trong cái câu hát của cô ấy chẳng có gì gọi là học thuật cả, nhưng nó truyền tải được cho người nghe. Tôi nghĩ là Ly vẫn cứ giữ chất của Ly, không cần phải thay đổi. Dùng cái sự yêu thương của khán giả để truyền tải cái bolero cho cái lớp trẻ mà yêu cô ấy, thì cái đó lại càng tốt hơn nữa. Đó là chia sẻ của anh Bốn, anh Tư và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Chị thấy sao, cảm xúc lúc này thế nào? Thấy cười cười mà thấy cũng xúc động đúng không? Thật sự là thấy vui và hạnh phúc, bởi vì mình là người của công chúng thì đúng rất là nhiều người yêu thương, nhưng mà để tìm một cái sự mà yêu thương mà gọi là thật lòng á thì mình không thể biết được.
Cho nên là đối với những anh em nghệ sĩ với nhau như thầy, mà rất là bậc đàn anh như thầy, thì nghe mọi người nói như thế, nhất là anh Linh, cảm thấy rất là ấm lòng. Anh cũng thường hay nói với Ly rằng đó, nói nhiều khi lúc thời gian mà bị bệnh đó, là cứ hay lên nhà thờ tổ cúng, rồi cứ hay hãy gặp ảnh là ôm khóc, mà nói em buồn quá, em này kia, nói mà đi có cái gì đâu, từ từ để cho anh sẽ khấn này kia, nói cung chung là anh rất là thương. Và anh cứ hay nói cửa miệng là anh nói là tao thương mày nhất lắm, tao thương mày mà mình không biết thiệt hay không, thật sự là mình không biết, cho nên là anh nói không thương mày chứ thương ai, nói vậy dí vô mặt, không thương mày chứ thương ai. Mà thật sự Liên cũng rất là dành nhiều tình cảm cho ảnh, mình cũng ngại, nhưng mà biết được cái tấm lòng ảnh cũng như chị Vân dành cho mình như vậy, thì cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui. Yeah. Vui. Rất cảm động thưa quý vị. Tôi thích một cái cụm từ đó là những điều giản dị nhất sẽ đi từ trái tim đến trái tim. Và đó là cái cách sống, không chỉ là trong cái giọng hát mà trong cuộc đời thường của chị Ly cũng vậy, rất là gần gũi, rất là thân thiện và rất là hòa đồng với mọi người. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Trời xa phiêu bóng.